không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Năm 1996, tiệm bánh cổ truyền Gia Hảo Nguyệt Nhi. Bánh ra rồi, bánh ra rồi, bánh ra rồi, bánh ra rồi, bánh ra rồi. Bánh ra rồi. Có rồi, có rồi. Bánh trứng đây, bánh mới đóng hổi đây. Má Hà, tôi mua 6 cái. Má Hà, tôi mua 4 cái. Má Hà, tôi mua 6 cái bánh trứng, với thêm 2 cái bánh sữa nữa. Chị Ba, tôi xin lỗi nha. Hôm nay không có làm bánh sữa. Ở nhà có chút chuyện, chúng tôi bán hết bánh trứng cũng đóng cửa luôn. Các con, qua đây với ông nè. Ông ngoại. Vĩnh Hảo à, con là anh lớn, nhớ phải chăm sóc các em. Má Hà, má định đi đâu? Dạ phải, lát nữa tụi con sẽ đi đâu. Má Hà, má đưa tụi con đi chơi hả? Các con đừng hỏi nhiều, tóm lại là các con phải biết nghe lời. Hà, bà, con sẽ đưa 4 đứa tụi nó về. Không chỉ 4 đứa, mà con sẽ đưa cả 6 đứa quay về. Cẩn thận đó. Em về tìm bánh trước đi. Làm xong gọi cho em nha. Juno, Juno, má Hà đâu? Má Hà đi đâu rồi? Chứ phải, má Hà đâu rồi? Đáng lẽ phải tới rồi. Chắc là vào trong đó. Tới giờ rồi, vào đi, đi. Anh à? Anh. Má Hà. Anh. Anh ơi. Em. Anh. Duyên, em khỏe không? Má Hà. À, dạ. Má. Juno. Juno. Đã nói là phải tới sớm, vậy mà vẫn cứ muộn hả? Vào đi. Anh thích ăn sô-cô-la. Anh thích, em không được dành cho anh. Đưa cho anh đi. Em cũng thích sô-cô-la mà. Đừng có dành nhau. Đưa cho anh đi. Em thích sô-cô-la. Ngoan đi, con bị ho. Không được uống nước đá đâu, uống đồ nóng đi. Juno ơi, cho lâu vậy chứ không về nhà? Chúng ta tới đây làm gì vậy? Hả? Juno ơi, em còn hỏi sao lâu rồi không thấy ba về. Tụi con tới đây để làm gì? Mấy đứa này hỏi nhiều quá vậy. Trung à, sao không chịu nghe lời? À, nè, Trung nó ngồi bên cạnh cô lo giữ nó đi. Nè, cô ăn cái này đi. Tối về có bị hen không con? Có. Như vậy đó. Có hả? Dạ, canh cá sấu má đưa cho lần trước, con có để ý coi em có uống hết chưa? Tại nó không chịu uống, đổ đi rồi. Má coi cá đẹp không? Nó nháy đèn đó. Con lại đòi Juno mua giày mới cho phải không? Không phải, là dì Hồng mua cho con. Dì ấy nói 2 tháng này con rất ngoan, rất nghe lời. Ông Cam, bà Cam, tới giờ rồi, tới lượt ông bà. Đi. Lúc chúng tôi xử lý hồ sơ của hai ông bà, thật sự cảm thấy rất đau lòng. Tiệm bánh ông bà tên là Gia Hảo Nguyệt Nhi, được đặt theo tên của 5 đứa con và một cô con gái nuôi có tên là Gia Hảo Nguyệt Duyên Khánh Trung. Mới nghe đã biết ông bà quan trọng ngày Trung Thu khi người và trăng đoàn viên tới mức nào. Và ông bà cũng rất yêu thương những đứa con của mình. Vốn dĩ theo tinh thần của luật pháp sẽ cố gắng không chia rẽ tình anh chị em đã lớn lên bên nhau. Nhưng xét theo hoàn cảnh khách quan, bổn tòa đành phải đưa ra quyết định bắt buộc này. Anh Tổ à, anh có còn nhớ 2 năm trước Vĩnh Trung cứ đòi tôi mua cho nó một đôi giày mới. Nó la hét làm ồn ở đường Nelson, nói mấy cũng không đi. Tôi vẫn không mua cho nó, bởi vì tôi biết nếu làm vậy, mỗi khi thấy thứ gì mà nó thích sẽ cứ đòi cho đến khi được mới thôi. Làm như vậy là không được, là chiều hư con. Tôi dạy nó suốt 2 năm, vậy mà chỉ mới qua bên anh 2 tháng là tôi đã thấy nó mang đôi giày mới có nháy đèn. Hơn nữa còn là kiểu giày mới nhất, mắc nhất.
Anh Tổ à, anh nghĩ mình rất giỏi nhưng thực sự không phải vậy. Khánh dùng ngôn ngữ ký hiệu, như vậy có nghĩa là gì? Như vậy thì có nghĩa là gì? Anh hoàn toàn không biết. Vài năm nay đã lên lớp 10, nó muốn chọn khoa nào, nó thích học xã hội hay tự nhiên. Còn sinh nhật Vĩnh Hảo là ngày mấy tháng mấy, anh có biết không? Anh không biết cái gì cả. Đứa nào anh cũng giành hết, đứa nào anh cũng muốn giữ. Anh giành được tụi đó như vậy làm cái gì? Ở đây là tòa án, người ta đã nói rõ rồi, phải nghe lời phán xử của tòa thôi. Nói nhiều làm cái gì, ngồi xuống đi. Anh và Ân Hồng tình tứ, liếc mắt đưa tình với nhau. Anh tưởng tôi không biết à? Tôi biết 3 năm nay rồi. Anh và cô ta hết lần này tới lần khác cứ giao vào tim tôi. Tại sao tôi vẫn có thể ngồi chung bàn ăn cơm với cổ? Tại sao tôi phải tự làm khổ bản thân mình như vậy? Đó là vì tôi không muốn con cái mình phải bị tổn thương. Bà Chung à, bà hãy bình tĩnh đi. Chung Tiến Hà, tôi dám nói như vậy, nửa đời còn lại tôi sẽ không làm gì nữa, chỉ làm tốt một việc duy nhất mà thôi, đó là dạy dỗ thật tốt con cái mình. Tôi dám nói như vậy. Anh có dám nói vậy không? Anh dám nói thì đứng lên nói cho họ nghe đi. Bà Chung à, anh Tổ hết thời gian rồi, nữ quan tòa sắp quyết định rồi, anh mau nói là không dành với tôi nữa đi. Anh và Ân Học sẽ bắt đầu cuộc sống mới, hai người sẽ mở cửa hàng mới, còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc phải giải quyết. Anh dẫn theo 6 đứa con đấy làm gì? Có đem lại ích gì cho các con đâu, có lợi ích gì cho hai người đâu. Anh mau nói là không dành với tôi nữa, anh giao thằng Gia cho tôi, giao 6 đứa con cho tôi để tôi chăm sóc chúng có được không? Vẫn là câu nói đó, nghe phán quyết của tòa. Ngồi xuống đi. Bây giờ bổn tòa tuyên bố. Con muốn về với má. Giúp ba với các em đi con. Juno, tại sao sau này tụi con không thể về nhà nữa vậy? Đúng rồi, đã nói chỉ ở nhà chị Hồng 2 tháng thôi mà. Juno. Nhiên à, Trung à. Anh à. Ngoan đi, Juno muốn đi về với má Hà. Sau này chúng ta ở chỗ Juno, không về lại nhà nữa. Không được, chúng ta về tìm má Hà đi. Đừng có thể Juno. Sao rồi con, quan tòa xử thế nào? Ba, má quý áp cao ở nhà nghỉ ngơi đi. Còn tới đây làm cái gì nữa? Má quá lo lắng, gọi điện liên tục cho em, nói là nhất định phải tới đây đó. Quan tòa xử như thế nào? Quyết định rồi, Gia Trung và Duyên sẽ theo con, còn Hảo, Khánh và Nguyệt theo cổ. Có lộn không vậy? Quan tòa xử như kiểu gì vậy? Sao lại giao thằng Hảo cho họ chứ? Con cũng biết má thương thằng Hảo nhất mà. Không được, má phải nhờ luật sư kiện lại. Phải đó, tại sao phải giữ mỗi người 3 đứa? Chúng ta phải hơn một đứa chứ. Phải rồi. Đừng ý kiến gì nữa, lúc đầu nói rõ rồi, tất cả nghe theo phán quyết của tòa mà. Anh ơi, anh. Má Hà. Má Hà. Dạ. Má Hà. Diên Trung, má không muốn xa các con. Dạ. Để má nhìn các con một lần nữa. Diên Trung à, đi thôi. Trên đời ơi, đừng để anh lại đi mà. Đừng đi theo họ nữa, về nhà với anh đi. Anh ơi. Em à, đừng đi mà. Đừng đi mà. Cô là đàn bà xấu, hại chết con trai của tôi, còn muốn hại cháu của tôi nữa hả? Thả tay ra đi, thả ra. Nghe lời đi. Đi đi. Má. Đủ rồi, đi. Má. 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 Dạ, Diên. Anh à, chạy đi. Anh ơi, má. Má. Anh à. Diên à. Diên. Diên à. Hảo à, cô đã kiểm tra kỹ lại chuyến nào chưa vậy? Sao chờ mãi mà dì Sa vẫn chưa thấy ra? Ý, người đó có phải dì Sa không? Dì Sa kìa. Ở dì Sa kìa. Dì Sa. Nè. Sa à. Ba à. Trời ơi. Ba sao vậy hả? Mới có mười mấy năm không gặp, sao ba như già đi 30 tuổi vậy? Đã kêu ba qua Bồ Đào Nha ở với con rồi. Nhìn ba kìa, già cả tiều tụy quá đi. Còn con á, vẫn đẹp như hồi nào à. Để dì đoán thử coi các con là đứa nào nè. Anh chàng đẹp trai này chắc chắn là Hảo rồi. Nếu cao thêm vài phân á thì đúng là giống Ronaldo rồi. Có điều cách ăn mặc á thì đúng là cần tân trang lại, nhìn giống y chang cái bánh bao hồi nãy ngồi bên cạnh dì đó.
còn con là Nguyệt. Nhìn tới nhìn luôn vẫn thấy y chang à. Nè, mấy đứa đúng là từ một khuôn đúc ra. Cái đêm mà dì hai lượm con về á, dì cũng có mặt. Lúc nãy nhìn thấy con qua tay múa chân như vậy nè, chắc chắn là Khánh rồi. Được rồi, được rồi, các con giúp để hành lý đi. Dạ, con giúp đi. Ôi trời, chị hai, sao mà chị không chịu giữ dáng gì hết vậy? Trời ơi, tới tuổi này vẫn còn phải giữ eo giữ phọt chứ. Nhìn chị nè, người ta cứ tưởng chị đang có thai 3 tháng đó. Đón xe cũng phải nhường cho chị đó. Chị à, chị đừng có nhăn mặt nữa mà. Chị cũng biết tính của em ra sao rồi. Thẳng như ruột ngựa vậy. Má không có giận đâu, chỉ tại đang đau răng thôi. Sa à, chị mang thai tới 5 tháng rồi, soi rồi là thai đôi đó. Má Hà lại nói đùa rồi đó. Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Ngồi máy bay tới mười mấy tiếng mệt lắm rồi. Về thôi. Má về đi. Chị Sa, chị buôn lậu hả? Qua có 1-2 tuần là quá chừng hành lý. Con biết là gì không? Toàn là quà đó. Nóng quá, mở máy lạnh lớn lớn một chút được không? Chị Sa à, chị đẹp quá chừng hành lý, mở máy lạnh lớn cũng không đủ đâu. Đây là cái xe gì mà tệ quá vậy? Trời, nóng quá, còn nóng hơn bên Bồ Đào Nha. Hết chịu nổi rồi, tắt máy lạnh, mở cửa đi. Ôi trời, sao hồi này không khí ở Hồng Kông ô nhiễm dữ vậy? Hột bụi còn lớn hơn con ruồi nữa. Ôi trời, thôi đủ rồi. Chị đừng có há miệng to như vậy, coi chừng ruồi nó bay hết vô miệng của chị đó. Sao rồi chị hai, vẫn đang kinh doanh cửa hàng bánh hả? Chị có nghĩ tới việc kinh doanh thứ khác không? Cứ cứng nhắc quá làm sao mà làm giàu nổi. Thời này mà còn bán bánh cổ hả? Lạc hậu rồi. Ý, Gia Hảo Nguyệt Viên, mọi người đang quảng cáo lớn như vậy sao? Coi bộ đang quảng cáo Hồng Kông rẻ lắm thì phải. Một lần quảng cáo hết bao nhiêu? À không, khoảng 1-2 triệu thôi. Trời đất, đi chỗ nào cũng thấy quảng cáo Gia Hảo Nguyệt Viên của mọi người đó. Nhà mình cũng chịu bỏ tiền ra quá hả? Đương nhiên rồi, sắp tới trung thu mà, đương nhiên là phải quảng cáo rầm rộ rồi. Bây giờ đã có được mấy chi nhánh rồi? Mỗi khu vực có 1 cái. Vậy bây giờ chúng ta ở đâu? Lát nữa chị sẽ biết. Nè chị hai, mười mấy năm trước chị gọi cho em nói là chị sắp ly hôn. Chị có nhớ em đã nói gì với chị không? Em nói ly hôn không phải là ngày tận thế. Phụ nữ thì phải mạnh mẽ, quan trọng là phải tập trung kinh doanh tiệm bánh, dạy dỗ con cái. Không phải bây giờ cuộc sống quá tốt rồi sao? Em có chỉ sai cho chị không? Mấy đứa tụi con á, phải ráng giúp má kinh doanh cho thật tốt. Sau này lên sàn để cho người cha khốn kiếp của mấy đứa phải lác mắt. Tới rồi chị Sa. Nè chị hai à. Hả? Đây là đường Hòa Phú mà. Mọi người đưa em về đây làm cái gì? Đi thăm bà con hả? Em làm cái gì vậy? Em lớn lên ở đây mà, cả nhà của mình mà cũng không nhận ra nữa. Em nhận ra, nhưng bây giờ chị đã có tới mười mấy cửa hàng rồi, mỗi năm bỏ ra mấy triệu đăng quảng cáo, sao vẫn còn ở đây vậy? Phải à, Gia Hảo Nguyệt Viên đúng là có mười mấy cái cửa hàng lận, mỗi năm tiền quảng cáo cũng phải tới mấy triệu. Chỉ là lại không phải Gia Hảo Nguyệt Viên của chúng ta, mà là Gia Hảo Nguyệt Viên của người cha giàu có mà vô lương tâm của tụi nó đó. Đi thôi. Thang máy lúc nào cũng hư, mọi người làm ơn kêu người quản lý thay giùm cái coi. Mọi người có biết là hồi nãy lúc đi lên cái cầu thang bộ đó, tôi cảm thấy cái gì không? Suýt nữa là tôi bật khóc luôn. Không có thang máy, chị muốn khóc cũng phải. Nguyệt à, ly nước cho dì Sa uống đi. Từ lúc xuống máy bay, chị ấy không ngừng nói một phút nào, khô cổ lắm rồi. Chị hai à, mười mấy năm trước chị gọi điện cho em, em đã nói chị phải giữ riết lấy ông chồng, đừng có dễ buông tay quá. Khắp Hồng Kông bao nhiêu người bị chồng bỏ, nhưng không ai cao thượng như chị hết. Con cái chia người ta một nửa, chồng thì bị người ta cướp mất, cả cái tiệm bánh hắn cũng lấy xài luôn. Dì Sa, dì mệt rồi, khát lắm rồi, uống miếng nước đi. Thật ra người cha giàu có của mấy đứa kinh doanh tới mấy chục cái cửa hàng. Vậy mỗi tháng ông cho mấy đứa bao nhiêu tiền sinh hoạt vậy? Tụi con hả? Được má Hà nuôi lớn mà. Kẻ cấp gặp bà già 49 phải gặp 50. Chị hai à, hồi trước chị cứng cỏi, nhiệt huyết nóng bỏng lắm mà. Vậy em khi làm người, mỗi một chữ đem ném xuống đất cũng phải nên thanh nên tiếng. Sao bây giờ với lão chồng xấu và con hồ ly tinh đó, chị lại khoanh tay chịu trận mặc cho họ đánh chửi vậy? Không phản ứng gì hết sao? Má Hạ gì quyết chưa nguội, chỉ tại đau răng thôi. Hay là gì cho bên nên thanh nên tiếng quyết đấu với bên lưỡi dài đi hả? Bởi vì nói gì sai sao? Vì nói nhiều như vậy cũng vì má con thôi. Chị hai à, chị nói đi, trước khi em đi Bồ Đào Nha, không phải em đã nói với chị, em nói là mụ đàn bà đó và anh rể lèm bèm, chị có không chịu tin, còn ngồi ăn chung với con hồ ly tinh hôi hám đó nữa. Thật là tức cười. Chuyện qua lâu lắm rồi, còn lôn ra nói nữa làm gì. Khánh à,
đưa hành lý dì Sa về phòng đi. Sa, lâu lắm rồi con không có về Hồng Kông. 16 tháng 8 này để bà xuống bếp nấu cho con vài món ngon, cả nhà cùng sum họp ăn bữa cơm Trung Thu thật vui vẻ, có chịu không? 16 tháng 8? Sao không phải ăn cơm Trung Thu ngày 15 tháng 8? Bên kia họ muốn làm vào ngày 15. Ngày 14 thì tụi nó phải bán bánh. Bán bánh bận rộn lắm. Trời ơi, đúng là con tức mọi người. Tức muốn té xuống đất luôn nè. Chị Hai à, bây giờ chị trở thành cái bánh Trung Thu 16 tháng 8 thật rồi. Nguyệt à, thuốc giảm đau của má đâu rồi? Má hả? Má lại đau răng hả? Má đau đầu. Đau đầu hả? Coi như em không thấy gì cả. Hai cô cậu thanh niên đưa hành lý về phòng cho dì đi. Phòng dì ở đâu đây? Lắm lắm. Trung Thu năm 1978. Tiếu Hà, chị tới. Hồi đâu? Trước em có nói với chị là Trung Thu muốn nhờ người tới giúp mà. Chị có hai đồng hương giới thiệu cho em, em coi có được không? Vậy hả, được thôi. Đây, để chị giới thiệu với em. Chị này là chị Hà, con gái ông chủ gia hảo Nguyệt Viên. Chị Hà, xin chào. Bính à, vô coi giùm tôi nhân hồng sen tới đâu rồi. Còn người này là anh Tổ, anh giỏi lắm đó, là đại sư phụ làm bánh ở đây. Họ là người yêu của nhau, năm tới là làm đám cưới rồi đó. Anh Tổ. Anh Tổ à, em là anh Hồng. Em là Cường, tụi em là vợ chồng đó. Vậy trước kia hai em đã làm bánh ở đâu chưa? À, trước giờ tụi em chưa làm bánh Trung Thu. Tháng trước tụi em mới chuyển qua bên đây thôi. Làm gì vậy? Mùa Trung Thu tìm phụ việc là phải tìm người có tay nghề, sao lại tìm người tay ngang chứ? Nói thiệt là tụi em cùng đường rồi, một ngày ba bữa cũng là một vấn đề. Nói thì nói vậy, nhưng mà tay ngang thì không thể dùng được. Chị Hà, chị Tư Đồ nói chị là người tân hội, em cũng là người tân hội, chị nể tình đồng hương giúp đỡ tụi em đi. Dạ phải rồi, vậy cho tụi em có ăn là đủ rồi, thì có bao nhiêu cũng không sao hết đó. Dạ phải, dạ phải, chị giúp giùm đồ đi. Đồ rẻ cũng không xài được đâu, rõ ràng hai người không biết làm bánh mà. Chị làm ơn chị đi làm được ơn không? Chị. Em làm xin ơn chị mà, chị Hà, em xin chị mà. Được rồi, anh Tổ à, thấy họ cũng thật thà, để họ lại làm tạp vụ, dọn dẹp chắc cũng được mà. Phải đó anh Tổ, con người của họ rất là thật thà, từ ở dưới quê lên đây mà, cả gọi điện cũng không biết. Cái gì? Cả gọi điện cũng không biết à? Tôi thì không biết để họ làm gì nữa. Như vậy đi, khuôn bánh nhân sen trong nhà chưa rửa, hai người vào đó rửa đi. Cảm ơn anh Tổ. Cảm ơn chị Hà. Cảm ơn. Anh Tổ, giờ anh đã là ông chủ của chúng tôi. Chúng tôi năm nay bày tiệc rượu, chúng tôi sang năm phải là tiền đề tháng để chú Đạt vui mới phải chứ. Yên tâm đi, tôi với em Hà định là 3 năm 2 đứa, 6 năm sinh 4 đứa. Ngay cả tên chúng tôi cũng đặt xong rồi, giống như tên cửa tiệm của chúng tôi, đó là Gia Hảo Nguyệt Viên. Chị Hai à, biết đâu còn sinh thêm vài đứa nữa, không bao lâu có thể đủ tập hợp một đội bóng nhỏ nữa nha. Vậy lúc đó sẽ đặt tên là gì? Vậy thì dễ thôi, cứ gọi là Gia Hảo Nguyệt Viên Khánh Trung Thu. Hay đó, cái tên này á phải nói là rất có ý nghĩa đó. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly. Xin mời. Trời ơi, là bán cái gì vậy? Hôm nay 13 rồi, sao không có bánh vậy? Không có bánh, sao không có bánh vậy? Đừng có xô đẩy nha, đừng có xô đẩy. Không phải là không có bánh, mà chỉ là làm không kịp cho mọi người thôi. Hãy yên lặng đi. Thành thật xin lỗi, bánh Trung Thu năm nay đúng là hơi trễ. Hay là như vậy đi, một người một bao lì xì, tới quán Liên Hoa đầu phố, uống trà ăn cái bánh. Uống trà xong sẽ có bánh cho bà con mang về. Con nói đó. Toàn à, phát cho mọi người giùm tôi đi. Ai cũng có phòng bao, không đủ tới chỗ tôi lấy. Dạ, được. Đi. Em bỏ trong bao đó bao nhiêu tiền vậy? 50 đồng. 50 đồng, một người một bao. Số tiền này phải bỏ ra thôi, nếu không họ sẽ xếp hàng dài trước cửa tiệm. Tin này đồn ra, danh tiếng Gia Hảo Nguyệt Viên cũng mất luôn. Cô làm cái gì vậy? Bình thường làm việc có sơ ý vậy đâu, giờ gây ra tai họa lớn như vậy rồi. Chúng tôi kinh doanh tiệm bánh bao nhiêu năm nay, chưa từng có chuyện ngày 13 mà chưa có bánh giao cho người ta. Không à, ngày đầu tiên cô học làm bánh sao? Biết rất rõ lò mở tới 500 độ phải để 3 tiếng mới được mở lại mà. Được rồi, đừng nói gì nữa. Sai thì cũng đã sai rồi, giờ nghĩ cách giải quyết đã. Mọi người làm nhanh tay một chút, phải làm gấp cho kịp. Có điều dù có làm nhanh cũng phải bảo đảm chất lượng, chúng ta không được làm mất uy tín. Chị Hà, em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi. Hay là tháng này chị đừng trả lương cho em, coi đó là tiền phát phong bao đi. Khờ quá. Mau đi giúp đánh bột sen đi, đừng có làm cháy đó. Đi đi.
Mọi người cũng vậy nữa, không có ai được khó chịu với cổ. Một phụ nữ khi gặp phải những chuyện này, mọi người nghĩ cổ sẽ ra sao? Đương nhiên phải bất tinh thần rồi. Thằng Cường đốn mạc đó, đúng là không chết thì cũng bỏ đi. Mọi người thấy đó làm gương nha. Đàn ông ra ngoài làm bậy không có sao hết á, quan trọng là biết được về nhà. Còn dám bỏ vợ bỏ con, cuộc đời của hắn mà gặp mai á, tôi đi đầu xuống đất cho coi. Ê, đúng là Ngọc có chết nha. Hai đứa con gạt ba. Con có còn nhớ lúc kết hôn từ hứa với ba phải sinh 7 đứa cháu cho ba để đủ một đội bóng hồng Gia Hảo Nguyệt Viên Khánh Trung thu để ăn cơm với ba. Bây giờ Gia Hảo Nguyệt Viên Khánh Trung tụi con đã nghỉ rồi, vẫn thiếu một đứa tình thù đó. Ba, nếu con sinh thêm cho ba một đứa nữa thì nó không phải là tên Thu mà phải tên là Chiêu mới đúng. Nè nè nè, Gia Hảo Nguyệt Viên Khánh Trung, đằng sau Trung đương nhiên phải là Thu rồi, sao lại là Chiêu chứ? Chỉ mới 6 đứa siêu quậy, con đã sắp chết tới nơi rồi, còn đòi sinh thêm một đứa nữa. Nếu mà sinh thêm một đứa nữa, ba nói có phải chiêu hồn con không? Nó thiệt má à, đây là chuyện cười hả má? Không buồn cười dở quá. Ta là chiến binh xe da đây, trong chơi Athena xin đừng đi. Nè đuổi theo đi. Ta phải bảo vệ trái đất, tiêu diệt quái thú ngoài hành tinh. Thôi mà. Đứng lại, đứng lại. Ông Đạt coi đi, anh Hảo ăn hiếp con, vì có lòng thỏ của con rồi. Gì chứ, đó đâu phải là thỏ ngọc đâu, chỉ là quái thú hành tinh thôi mà. Hảo à, đừng có làm người xe da nữa. Không được ăn hiếp con gái, nếu không phạt con xuống làm bài tập. Không chơi nữa. Con Hảo này phải chăm cho con gái, khóc nó mới vui. Một lát nữa tâm sẽ là cười ha ha thôi. Đó, rồi lại cho chung rồi kìa. Phải đầu hồng à, hôm qua bác tới viện trường xa chơi có gặp thằng Cường chồng của con đó. Ơi, tóc tai dài thước, nhìn mặt toàn bá nhân, nhìn giống y như hồn ma vậy. Dạo này nó có tìm con không? Nếu mà có cũng đừng có đồng ý quay trở lại với nó làm gì nha. Ơi, hạng đàn ông như vậy không có cũng tốt. Anh có về tìm con, anh nói là muốn quay lại, còn nó muốn gặp con Tâm nữa. Sao lại để hắn gặp con Tâm chứ? Hắn là thằng xấu xa mà. Bỏ vợ con cái 5-6 năm đã bao giờ về thăm hai mẹ con chưa? Thiệt tình tôi gặp lần nào là đánh lần đó đó. Còn cho hắn gặp mặt con gái nữa. Làm gì dữ vậy? Đây là chuyện nhà của Hồng, anh để cổ tự giải quyết đi. Có rất nhiều chuyện em không biết đâu. Hắn nó muốn về đây sống, lại về đây để lấy tiền. Rồi. Ê, tên mạt hạng đó, nhắc tới là phát tức. Nè uống đi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Kẻ nào dám quấy nhiễu công chúa Athena của ta? Chúng ta là quá thân những người bảo vệ chính nghĩa. Tôi sẽ đeo mặt nạ. Chúng ta tới để thu phục cô công chúa tàn ác. Có chiến binh xa già ở đây, nàng đừng sợ. Khí công thần rùa. Viên à, Trung à, thấy mấy đứa chơi tới đổ mồ hôi rồi, mau lại đây đi. Má kêu kìa, lại đây hai đứa con đó. Ê, có lúc thì như nước với lửa vậy, có lúc tay trong tay ha. Nè, ông có ý này, Ân Hồng và Tiếu Hạ đã thân nhau lâu như vậy, tình như chị em. Thằng Hảo với con Tâm á, tình cảm hai đứa cũng rất là tốt. Còn nói nếu để cho Tâm làm con nuôi của Tiếu Hà, cha ông sẽ lại có thêm một đứa cháu vừa tập hợp đủ Gia Hảo Nguyệt Viên Khánh Trung thù đó. Cho dù là con nuôi cũng chỉ làm Gia Hảo Nguyệt Viên Khánh Trung Tâm, sao lại có thu được chứ? Cô bé tên Tâm nhưng tên khác cũng có thể gọi là Thu được mà. Cha Du Tố Tâm hả? Tên khác của con là Thu, vậy sẽ là Du Tố Thu rồi. Gia Hảo à, con cũng lấy tên khác luôn đi. Con lấy tên Tào Đạt Qua, đừng chơi khí công thần nguyên nữa. Với dù tối thu, chơi Như Lai thần trưởng đi. Ờ dạ, qua đây, Toàn à, dạ. Chụp cho chúng tôi một tấm đi. Dạ, được. Nguyệt Khánh, lại đây. Qua đây, qua đây. Dạ. Coi thử coi. Đâu, đủ hết chưa? Rồi đứng vô đi, nha. Đi, 1, 2, 3. Má hả, sao rồi, hả? Em với Khánh đưa má đi khám rồi. 6 cái răng sâu đều phải nhổ hết. Nếu không trồng răng thì phải đeo răng giả. Đương nhiên là phải trồng răng. Má con nó thích đồ lãng xẹt, lại thích ăn đồ cứng. Lúc làm bánh heo con cũng phải ăn một cái. Tới lúc đó tự nhiên răng rớt ra. Chắc chắn lại nói con: "Ý, cái thằng quảng gà đáng chết, bao nhai nát bánh ra cho má. Má không có răng không ăn được đấy nè." Dám nói xấu má vậy đó hả? Phải rồi, má không có răng. Cả đời đeo bám theo con, bắt con phải nhai thức ăn cho má. Chị nhỏ. Má, tiểu quản gia nói đúng đó. Trồng răng thì đảm bảo hơn. Đúng đó. Trồng răng hả?
Nói nghe dễ quá, mắc lắm đó. Một cái hết 20, 6 cái răng hết 120. Phải bán bao nhiêu cái bánh heo con mới kiếm được chỗ đó đây? Con tính hết rồi, mình tìm người tài trợ đi. 6 cái răng sâu, 6 đứa con, Gia Hảo, Huyệt Duyên, Khánh Trung. Nhỏ Thu thì không đi lạc không tính. 6 đứa con một đứa một cái là xong rồi. Nhưng một cái cũng rất mắc. Đúng đó, con không đủ tiền. Nửa cái có được không? Hey, hai đứa đúng là keo kiệt nha. Được rồi, một đứa nửa cái, con với anh Gia một người một cái rưỡi, Duyên với Trung một đứa một cái. Quyết định như vậy đi, tối nay con gọi cho tụi nó. Không cần, không cần, không cần vội như sao vậy. Sao lại không cần? Đợi má suy nghĩ đã rồi tính. Nó cũng không có đau suốt cả ngày, một lát lại không đau nữa. Giờ có thể kể chuyện hài. Một cộng một tới lúc nào mới bằng ba? Chị Hai à, nói thiệt là em thấy ngứa mắt lắm rồi. Nếu hồi đó không phải tại chị quá ngốc, không chịu nhận tiền nuôi dưỡng, tên cửa hàng cũng cho người ta, thì bây giờ mấy chục cửa hàng đó đã là của chị rồi. Đâu cần gì mấy cái răng cứ tính tới tính lui. Một cái bằng vàng, một cái bằng bạc, một cái bằng kim cương, một cái bằng ngọc cũng được nữa. Chị mau nghe theo tiểu quản gia và tụi nó đi trồng răng đi. Bây giờ chị đã không còn giữ được dáng, ngay cả mấy cái răng cũng hư hết. Em cũng không muốn làm cho chị buồn đâu, em chỉ nghĩ cho chị thôi chị Hai. Đúng là một khúc ca cảm động vì tình chị em. Vì sao chị với má mười mấy năm không gặp mà vẫn lo cho má như vậy? Đã như vậy, chắc chắn dì sẽ không ngại mà tài trợ cho má trồng răng ha. Dì là người lớn, không cần nhiều, hai cái đủ rồi. Vì sao, con biết là dì rất thương má Hà. Chắc không phải chị nói cho có rồi tiếc tiền chứ? Không phải là dì không muốn mở hầu bao, mà dì muốn để cho mấy đứa có cơ hội để tỏ lòng hiếu thảo, để biết làm gì sao má mấy đứa có quá chừng răng sâu như vậy. Đó là tại vì sinh mấy đứa mất quá nhiều canxi, sinh một đứa thì mất một cái. Dì không nói với mấy đứa nữa, vô đắp mặt nạ đây. Má Hà, má Hà, nộp tiền đặt cọc rồi, má đừng có giật lại nữa, họ không trả lại đâu. Giật lại? Má đâu có ngốc cỡ đó, đâu phải má tự bỏ tiền ra đâu. Đúng rồi, ngoài nói chuyện trồng răng với anh Hai và các em ra, tụi nó còn nói gì con nữa không? Họ nói là kêu má mau chữa khỏi mấy cái răng, đợi tới 16 tháng 8 sẽ về ăn cơm với má. Còn nữa để nghe má kể chuyện. Chị à, em nói thật đó, cửa hàng hồi nãy chúng ta thấy phải nói là rất hợp cho chúng ta mở chi nhánh, có vỉa hè rộng, lượng người qua lại đông. Nếu chỉ là thuê chị không có ý kiến, nhưng nếu là bán thì có thể phải suy nghĩ lại. Vậy để em hỏi chủ đó. Má Hà. Hey. Hảo, tới gần đây ăn cơm hả? Bà nội nhớ con lắm đó. Dạo này ít thấy con ghé nhà, lúc nào rảnh nhớ về thăm nội nha. Má, đi, chúng ta đi uống trà đi. Hảo, bà nói với con mấy trăm ngàn lần rồi, chứ con được chơi quá thời với con Tâm rồi. Sao không chịu nghe vậy, không chịu nghe lời của ba? Tại sao chứ, tại sao con không được chơi với Tâm? Trước giờ con vẫn chơi với em mà. Bây giờ không giống như trước nữa. Con cứ thân mật với nó như vậy, dì Hồng sẽ không có vui đâu. Nó sắp trở thành em của con rồi. Cái gì mà em chứ, sao cô ấy là em con được, là em nuôi thôi. Tóm lại mà nó không được chơi là không có được chơi, còn dám cãi. Trước giờ con vẫn chơi như vậy, tự nhiên là không được chơi là còn sao cãi chứ hả? Cãi à? Ba, tức là con thấy không được mà, nên nó không được, sao, sao không chịu nghe lời vậy hả?
chú Đạt. Hả? Chúng ta về nhà trước đi. Con với anh Tổ có chuyện muốn nói với chú. Bố rồi đã về, vẫn chưa tới 9 giờ mà vẫn còn chưa có ngắm trăng nữa. Chúng ta về nhà đi. Nè, về thôi. Tâm mà đứng lên đi con. Kêu tụi nó về nhà đi. Về nhà thôi, chúng ta về nhà không chơi nữa. Đi về con. Về nhà thôi, đi. Đi về con. Đi đi mà, đi đi. Đi về đi mà. Tôi cảnh cáo cô, đừng có đụng tới các con tôi. Trời ơi, con muốn chơi nữa mà. Về phòng đi. Không được gì chuyện. Về phòng đi. Về phòng. Về phòng đi. Cho tụi con chơi thêm đi. Má Hà, cho tụi con chơi thêm đi. Chúng ta về sớm làm gì vậy? Con vẫn chưa ăn bánh mà. Dạ. Con đưa các em về phòng đợi má. Cho dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Má, má ơi, ngoan đi. Đừng ra chuyện gì vậy hả Tổ? Con định tuyệt tình như vậy thật sao? Chị Hà, em không tuyệt tình. Em muốn mọi người có sự dứt khoát. Em đã nhắc chừng với chị cứ làm bộ không biết. Em nói thẳng ra là chị đang né tránh. Chị muốn tránh tới lúc nào đi? Em với ảnh đi lại cả năm nay, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Một người là rùa rụt đầu, một người giả bộ như đà điểu giấu đầu ở trong cát, coi như là không có chuyện gì hết. Tổ à, thật ra có chuyện này hay không vậy? Con nói đi. Để em nói cho. Con với anh Tổ có tình cảm đã được một năm rồi. Anh Tổ quyết định ly hôn với chị Hà. Anh với các con sẽ dọn về nhà mẹ ảnh ở tạm. Tổ à, chuyện này có phải là thật hay không? Hả? Cô còn chừng bị trời đánh đó Ân Hồng. Cô có còn nhớ hồi trước lúc cô bị thằng Cường nó bỏ, cô muốn nhảy lầu tự tử, một chân cô đã bước ra ngoài rồi. Lúc đó người nào đã kéo cô trở lại? Hả? Cô thật là vô lương tâm. Chị Hà, chị nói gì đi. Chuyện tình cảm không có nói đúng hay là sai. Cho dù là em sai thì cũng giống như chị đã nói, sai thì phải đối mặt để giải quyết nó. Cãi nhau cũng không có ý nghĩa gì. Cứ tiếp tục nữa, chị cũng thảm, em cũng thảm, anh Tổ càng thảm, cả ba người ai cũng thảm hết. Chỉ bằng bây giờ chúng ta cùng giải quyết. Cô đừng lo, hắn có tài có chừng, hắn muốn đi đâu không ai cản được cả. Một người đàn ông có thể làm một chuyện tệ bạc như vậy, có giữ lại đi nữa cũng vô ích. Tôi sẽ buộc dây đỏ, gói thành quà tặng luôn cho cô. Nhưng con cái thì không được đụng tới. Vậy đâu có được. Con cái dù gì cũng là con ruột của tôi. Nói gì thì tôi cũng là ba của tụi nó mà. Không được. Cô nói có lý một chút đi có được hay không? Hà, cô cũng biết là bà nội tụi nó thương tụi nó cỡ nào rồi. Nếu cô không cho bà ấy gặp cháu, bà ấy có thể sẽ nhảy lầu luôn đó. Không được. Cô nè nè, cô nói chuyện lúc nào cũng ngang như cua. Nếu cô mà cứ cố chấp như vậy nữa thì tôi gọi điện thoại báo cảnh sát thật đó. Mày gọi đi, gọi đi. Tao đánh chết mày liền bây giờ. Đừng mà. Coi như để con làm người xấu đi. Bây giờ chia như vậy có được không? 6 đứa mỗi người 3 đứa. Vĩnh Trung là đứa nhỏ nhất, chắc chắn phải theo tụi em. Duyên và Hảo cũng sẽ theo tụi em. Còn sau này chính thức được phân chia ra sao thì theo phán quyết của tòa đi. Chị muốn đánh thì đánh luôn bên này đi. Vì anh Tổ, phải làm người xấu tôi cũng chấp nhận. Nếu không giúp được ảnh giành được con, tôi đấu với chị tới cùng. Cô khóa cửa vô ích thôi hả? Mở cửa đi. Trong nhà xảy ra một số chuyện, tụi con có thể phải chia tay nhau. Hả? Tại sao vậy? Đi đâu chứ? Tới nhà bà nội. Con không muốn tới nhà bà nội đâu. Con cũng không muốn đi. Không thích, con muốn ở với má thôi. Má Hà ơi, đừng bắt tụi con đi. Tụi con muốn ở với nhau. Tụi con đừng làm ồn. Đừng làm ồn để má suy nghĩ. Con không qua đó đâu, con không muốn thấy người đàn bà con đó. Con không đi đâu. Con không muốn đi đâu. Con không phải con ruột, hay là má gửi con đi đi. Nguyệt à, dạ, con là anh lớn, cũng là đứa nghe lời nhất, con phải đi. Cả Trung cũng phải đi. Qua bên đó con chăm sóc em. Tôi chỉ có thể cho Gia và Trung qua đó tạm một thời gian. Con không đi. Đi con. Con không đi, đi mà. Đi mà. Con chở với má mà. Đừng có giận dỗi nữa con mà. Không đi. Đi đi. Đi con. Đi mà. Đi mà. Không đi. Anh hai. Anh Trung ơi. Anh hai. Không đi. Đôi tâm mà. Anh Hảo. Hảo cái gì chứ? Đi con. Đi. Thank you.
Hai người nhớ chưa, tuần sau không cần tới học nữa. Tôi phải đi trồng răng, trồng 6 cái lận. Trời, trồng 6 cái sao nhiều vậy? Wow, trồng răng mắc lắm đó, một cái cũng hơn 10 ngàn. Phải rồi, đúng là rất mắc. Một cái tới 22 ngàn, tôi trồng 6 cái 100 mấy ngàn. Trời ơi, 100 mấy lận hả? Cũng may răng sâu nhiều, con cái cũng không ít, đứa nào cũng muốn tài trợ cho tôi. Hai thằng lớn nhất, tiểu quản gia và anh hai nó, đứa 1,5 cái, Nguyệt thì mới đi làm ở ngân hàng, lương không được cao, cho nửa cái. Con nhỏ khờ này cũng đã tài trợ tôi nửa cái. Chà, má Hà vậy là vui rồi, rõ ràng là muốn khoe mà. Không phải khoe đâu, đau răng là chuyện lớn đó, nếu mà đau quá sẽ gây ra ảnh hưởng tới tim. Nè, có người bạn tôi nói vậy đó, phải phẫu thuật thông huyết quản. Mọi người nói mất bao nhiêu tiền? Thông huyết quản 2 lần, ổng mất 100 ngàn. Làm 1 lần, mất 30. Nè, mọi người nói gì sao? Làm 2 lần 100 ngàn, 1 lần phải là 50 chứ. Phải đó, sao 1 lần lại là 30 ngàn lận? Vậy chắc chắn bác con đang đùa rồi. Có điều thì con đoán, vì bác sĩ đó và bệnh nhân là họ hàng với nhau, cho nên lấy rẻ một chút, 1 lần 30 ngàn, phải không? Mọi người thử đoán thêm đi. Nếu như có ai đoán trúng, tôi dạy miễn phí cho người đó 3 buổi. Gợi ý cho mọi người nha, là một câu thành ngữ. Khó đoán quá. Ôi, không đoán đâu, chị giải đi. Đáp án chính là quanh co trắc trở. Anh hai à, tuần sau má Hà trồng răng rồi, mọi người có bỏ tiền không cũng nói một tiếng đi, phối hợp một chút đi mà. À đúng rồi, em nói với má Hà rồi, ngày 16 tháng 8 mọi người về ăn cơm. Nhớ đó, em nói với má rồi, anh sẽ ủng hộ má 1,5 cái. Làm ơn trả lời sớm cho em đi. Du Tố Thu, nhiều năm không gặp em rồi. Về đây chơi hả? Không phải, em từ bên anh về đây hơn 1 tuần rồi. Em định ở lại Hồng Kông luôn. Phải rồi, anh nghe Du Đô nói em học ngành y. Hồi còn nhỏ em sợ nhìn thấy máu lắm mà. Anh cũng nói là chuyện hồi nhỏ mà. Hồi em còn nhỏ không những sợ máu, em còn sợ cả bệnh viện, cũng sợ thấy người ta tiêm. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, tất cả cũng phải thay đổi thôi. Đó cũng phải, đã 10 mấy năm rồi, nhiều chuyện không còn như trước. Sau này anh phải kêu em là bác sĩ Du Tố Thu. Vẫn còn quá sớm. Em học y bên đó xong về đây còn phải dự thêm kỳ thi xét tư cách hành nghề, bài thi gộp 3 trang. Khi nào thi đạt rồi mới được vô bệnh viện để thực tập, sau đó mới chính thức trở thành bác sĩ Du Tố Thu. Vậy chúc em qua liền 3 cửa. Sau này có bệnh gì chắc chắn tới tìm em. Em không muốn anh tìm em. Bộ anh muốn tới bệnh viện lắm không? Em đúng. Em nói xong rồi, giờ tới anh đi. Em nghe Jodo nói anh vẫn giúp má Hà kinh doanh tiệm bánh hả? Má Hà sao rồi, có khỏe không? 10 mấy năm không đổi, má Hà vẫn rất thích đùa linh tinh như trước. Bánh của gia hảo quyền chi nhà anh vẫn ngon như hồi nào. À phải, sao em lại gặp anh ở đây lúc này vậy? Sáng nào anh cũng tới Hồng Khám đưa bánh cho mấy cửa hàng bánh cổ truyền, sau đó quay về tiệm. Còn em? Em có chị lớp trên ở Hồng Khám, em tới chỗ chị để ôn bài. Anh còn nhớ hồi nhỏ em rất thích ăn bánh hột gà. Nè, đây, lấy một hộp đem về ăn đi. Cảm ơn anh. Bây giờ em định đi đâu? Em định tới cảng Đồng La. Không cùng đường rồi, anh về đường Xuân Ương. Ngày nào em cũng đi chuyến tàu này, coi lần sau có gặp được anh không. Được đó. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh Hảo, cảm ơn bánh của anh. Không có gì, bye bye. Năm 1996, má đã làm xong thủ tục cho em rồi. Thứ bảy tuần sau em sẽ qua anh du học. Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Vậy em cho anh địa chỉ đi, anh sẽ viết thư cho em. Anh sẽ viết rất nhiều thư cho em. Anh đừng viết thư cho em, em cũng không muốn viết cho anh. Nếu để má em biết được chúng ta vẫn còn liên lạc với nhau, chắc chắn má sẽ rất giận. Mình đi thêm một chuyến nữa được không? Nè, khoan đã. Anh Hảo, anh có thể hứa với em không? Quên Du Tố Thu đi. Tặng cho anh nè,
Sao nó bị dính rồi? À, em có viết vài điều trong đó. Có điều bây giờ chúng ta còn nhỏ, em đợi khi nào mình lớn hơn sẽ cùng xem. Như thế nào mới là lớn? 10 năm. Tới lúc đó mình cùng xem được không? Được rồi. Tạm biệt anh Hảo. Khi tới anh rồi, cho dù ngày hôm đó trời trong xanh, âm u hay là trời mưa, ngày đi học hay là ngày đi thi, mỗi ngày em đều nhớ tới anh Hảo, Dương Tố Tâm. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.